Rất nhiều anh em hỏi tôi rằng là cái súng phun xương cao áp này gắn với bình xịt điện thì xịt cho lúa có hiệu quả hay không? Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm cái video phun xịt trên một đám cỏ, tại vì tôi không có lúa để xịt. Bà con sẽ nhìn thấy được rằng là cái độ phủ của nó trên mặt cỏ rộng và khuếch tán như thế nào, thì bà con sẽ thấy là nó cực kỳ hiệu quả. Theo mình thấy thì độ phun khuếch tán của nó còn rộng hơn là cái máy phun thuốc động cơ rất là nhiều, mà chi phí đầu tư thì cực kỳ rẻ và bền và tuổi thọ cao, không phải thường xuyên thay thế linh phụ kiện giống như dòng động cơ xăng. Và đặc biệt là dùng động cơ xăng thì các bạn phải tốn nguyên liệu hàng ngày khi sử dụng, còn bình xịt điện thì chúng ta về nhà cắm điện vào rất là nhẹ nhàng và rất là tiết kiệm chi phí.